bốn vật báu, tuổi già chớ dại cho mượn. Quý vị thân mến, khi đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, quý vị cần phải học cách để cho bản thân một đường lui. Khi ấy, tài sản của quý vị như là một pháp khí để an hưởng tuổi già. Cho nên, tuổi già tuyệt đối không cho mượn bốn thứ tài sản sau đây, quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Thứ nhất, không cho mượn giấy tờ quan trọng. 20 năm trước, chồng bà Thanh cũng sạch tiền trong nhà để đi theo nhân tình, bỏ mặc hai mẹ con ở lại quê nhà với căn nhà trống hoác. Không muốn ngày ngày phải sống với ký ức tủi nhục ấy, bà đã bán nhà và đưa con lên thành phố, làm đủ mọi nghề từ sáng sớm đến nửa đêm để kiếm sống. Đến khi con gái lên 10 tuổi, bà cũng mua được căn nhà nhỏ cuối hẻm để hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Không ngờ hơn 10 năm sau, nhà nước mở đường, nhà bà may mắn được ra mặt phố. Từ đó, bà không phải lăn lộn làm thuê nữa, mà mở cửa hàng bán ngay tại nhà. Tiền lãi cũng đủ cho hai mẹ con sinh sống. 2 năm trước, con gái đi lấy chồng. Ngay từ lúc hai đứa mới yêu nhau, bà Thanh đã có linh cảm cậu bạn trai này không được ngay thẳng, đàng hoàng. Nhưng dù bà có khuyên kiểu gì, con gái bà cũng không nghe, nhất quyết bênh vực cậu ta. Vậy là dù không muốn, bà vẫn không thể ngăn cản con gái mình lấy cậu ta làm chồng. Đêm đầu tiên xa con, bà nằm lo thất ruột, không ngủ được. Nghĩ đến đứa con gái mình yêu thương bao bọc bao năm nay mà trào nước mắt. Tuần trước, hai vợ chồng con gái đến nhà bà ăn cơm rồi khẩn khoản nhờ bà cho chúng nó mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay 2 tỷ lấy vốn làm ăn. Bà không biết chúng định làm ăn gì mà cần số tiền lớn đến như vậy. Và nhỡ nếu chúng làm ăn thất bại, ngân hàng tịch thu nhà thì bà biết ở đâu. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của con gái, bà lại không đành lòng. Bà Thanh đồng ý mang sổ đỏ ra ngân hàng cùng vợ chồng con gái. Tuy nhiên, sau khi nghe nguyện vọng của gia đình và phương án kinh doanh của cậu con rể, bà đã được một cán bộ ngân hàng gọi vào phòng riêng tư vấn. Họ khuyên bà không nên trực tiếp đứng tên khoản vay nợ trên mà chỉ bảo lãnh bằng tài sản là căn nhà cho vợ chồng người con gái đứng tên vay, mà họ phải có phương án kinh doanh cụ thể. Bởi nếu bà đứng tên vay rồi đưa tiền cho con gái và con rể, đến hạn không trả được nợ, bà sẽ bị mất trắng căn nhà và có thể sẽ mất luôn cả con gái nếu như cứ nằng nặc đòi nợ. Còn nếu bà bảo lãnh bằng tài sản là căn nhà cho vợ chồng người con gái vay, thì đến hạn trả nợ, nếu chúng nó không có tiền trả ngân hàng, cho dù bà có phải bán nhà trả nợ thay, nhưng bà vẫn đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu vợ chồng con rể có nghĩa vụ phải trả tiền lại cho bà. Nghe lời khuyên có lý, nên bà bảo vợ chồng con gái về nhà để bàn bạc lại. Thực ra, bà cũng định đưa ra phương án đó để làm một phép thử với vợ chồng con gái, xem chúng phản ứng thế nào. Chứ thực ra, trong bất cứ trường hợp nào, lỡ có mất nhà, thì bà cũng không nỡ đời chúng nó, vì tài sản lớn nhất của bà là đứa con gái duy nhất kia. Nhưng thật đau lòng, ngay sau khi bà nói không đứng tên vay mà chỉ đứng ra bảo lãnh bằng tài sản là căn nhà, thì con rể bỗng đứng phắt dậy, nói bà là đồ lật lọng, cháo trở, già sắp xuống lỗ rồi mà còn tham, ôm căn nhà mà chết. Đau lòng hơn là đứa con gái coi bà như báu vật, hy sinh cả cuộc đời cho nó, cũng không biết nói lời công bằng cho mẹ, mà vào hùa với chồng, nói mẹ không ra gì.
Từ giờ, nó ra không ngó ngàng đến bà nữa. Bà có ốm đau, cũng đừng kêu vợ chồng nó đến. Bà vốn định chỉ ướm thử phương án, mới chỉ vậy thôi mà đã bị con rể, con gái hùa vào, nói những lời cay đắng, khiến bà không mở miệng ra nói được câu nào. Cũng may là bà chưa thế chấp nhà, đứng ra vay tiền đưa cho chúng. Nếu chẳng may vợ chồng chúng làm ăn thua lỗ, ngân hàng xiết nợ, thì bà lại thành kẻ bơ vơ, không tiền, không nhà, khi tuổi già sầm sập sau lưng. Quý vị thân mến, sổ đỏ, lương hưu là những tài sản quý giá đối với bất kỳ ai, nhất là đối với tuổi già. Đó là chỗ dựa vô cùng vững chắc để đảm bảo bạn có một cuộc sống khi về già thành thơi, không phải chật vật. Việc bạn cho mượn những giấy tờ quan trọng này cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, bởi có thể bạn cũng chỉ mất tài sản tích góp tuổi già, hay đánh mất những thông tin cá nhân, mà có khi còn đánh mất luôn tình cảm và những mối quan hệ của mình nữa đấy. Thứ hai, không cho mượn tiền tiết kiệm. Khi về già, nhiều người không chỉ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, mà còn có những khoản tiết kiệm nhất định, đủ để an nhàn, hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, ta cũng nên hiểu rằng đây là thời điểm chỉ có tiêu tiền, chứ không thể kiếm ra tiền. Vậy nên, với số tiền tiết kiệm khi về già, ta cần chi tiêu hợp lý và tuyệt đối không nên đánh cược cả tương lai tuổi già bằng cách cho người khác vay số tiền ấy. Bác gái tôi bảo, cứ mỗi lần về thăm là chống nó cho một hộp nước yến, nhưng lại hỏi mượn vài chục triệu. Tôi về quê thăm vợ chồng ông bác ruột mà thấy xót xa lòng. Lẽ ra ở tuổi hơn 70, vợ chồng ông bác phải được nghỉ ngơi, nhưng hàng ngày phải lọ mọ trồng rau, nuôi gà để kiếm tiền đi chợ. Người ngoài nhìn vào căn nhà bề thế của vợ chồng ông bác tôi sẽ nghĩ rằng đó là tuổi già lao động nhẹ, cho giãn gân cốt. Nhưng chỉ người họ hàng ruột thịt mới biết đó là sự thật éo le. Tiền dưỡng già của hai vợ chồng ông bác bị đám con bòn rút hết từ lâu rồi. Không một hóa đơn nào có thể ghi hết được chi phí nuôi năm đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Vậy mà vợ chồng ông bác tôi vẫn nuôi nổi, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền dưỡng già, cộng thêm tiền bán một mảnh vườn nho nhỏ ở xã khác. Thế rồi số tiền đó đã đi đâu mất? Bà bác gái nói với tôi, cứ mỗi lần về thăm là chúng nó lại hỏi mượn vài chục triệu để đầu tư cái này làm ăn tới kia. Cả chục năm bà bốn đứa con nên tiền nào chịu cho thấu. Nhưng ông bà chị họ của tôi đều vận dụng chiến thuật thả con săn sắt, bắt con cá rô, mua vài lon nước yến, một hộp sữa gọi là quà biếu hiếu thảo với bố mẹ, sau đó hỏi mượn vài chục triệu làm ăn, rồi sau đó nữa là quên luôn khoản tiền đó. Hai vợ chồng bác đòi thì họ bảo vẫn còn đang làm ăn, chừng nào lãi to thì sẽ trả gấp đôi, bố mẹ thèm ăn gì hay xảy ra chuyện gì thì cũng chúng con lo, chứ ai lo. Thực tế thì như tôi nói, đến tuổi này rồi mà vợ chồng bác tôi vẫn phải kiếm tiền sinh hoạt. Thế mới nói, nhiều người khi thấy người già khó khăn, không có tiền thì quy chụp là do lúc trẻ không chịu tích cóp, không làm ăn. Thử hỏi bao nhiêu tiền đưa cho con cái hết rồi thì tiền đâu mà tiêu lúc về già. Tiền của cha mẹ là tiền của con cái, nhưng tiền của con cái chưa chắc là của bố mẹ. Lẽ dĩ nhiên cha mẹ nào cũng thương con, cho con mượn tiền là sẽ đi mất luôn. Hay như câu chuyện của bà Phương dưới đây cũng vậy. Con gái bà Phương lấy chồng, hai bên gia đình từng nhiều lần gặp mặt và tình thông gia khá tốt đẹp. Nghe con rể kêu đang có nhiều mối làm ăn ngon, bổ rẻ,
nhưng thiếu vốn đầu tư bất động sản, bà Phương đã không ngần ngại rút sổ tiết kiệm cho con rể vay gần 300 triệu đồng chia làm 3 lần. Tuy nhiên, sau đó anh này bán đất thu lời nhưng chây ỉ không trả nợ dù mẹ vợ nhiều lần thúc giục. Khoảng 2 năm sau, con gái bà Phương chia tay với chồng do khúc mắc chuyện tiền bạc vợ chồng không hợp. Bà Phương được nhiều cơ quan chức năng can thiệp với hy vọng cơ quan thi hành án nhanh chóng khống chế tài sản, chứ chờ anh ta tự nguyện trả tiền thì không biết đến bao giờ. Hiện tại, tiền thì bà vẫn chưa đòi được mà sức khỏe của bà sa sút thấy rõ, cần tiền đi viện khám chữa bệnh mà chưa biết lấy ở đâu. Phải đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ta cần có một khoản dự phòng để chủ động tài chính. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi cho ai mượn tiền tiết kiệm dưỡng già, quý vị nhé. Thứ ba, không cho mượn nhà ở. Cho con tiền mua nhà ở Mỹ, ông Wang ở Trung Quốc và vợ dần dần không thể thuê nổi nhà ở quê mình, buộc phải vào nhà dưỡng lão. Ông Wang là cựu giám đốc của một công ty thực phẩm. Khi còn trẻ, ông thành thạo 4 ngôn ngữ và có nhiều công trình nghiên cứu lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Con gái duy nhất của ông định cư tại Mỹ. Đầu năm 2007, con gái ông muốn mua một căn nhà ở Mỹ, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn, nghĩ cũng chẳng còn sống được bao lâu. Hai vợ chồng ông bán căn nhà duy nhất để hỗ trợ con gái. Bắt đầu từ lúc đó, họ phải ở nhà thuê và cứ mỗi 2 năm lại phải đổi nhà một lần. Năm ông Quang 80 tuổi, việc thuê nhà đã trở nên khó khăn hơn. Ông và vợ đã đi nhiều tỉnh thành khác nhau khắp Trung Quốc, nhưng đều nhận cái lắc đầu từ chối. Những vị chủ nhà lo sợ ông bà không có đủ tiền để duy trì chi phí, và hơn hết là những điều không may xảy ra đối với sức khỏe của ông bà. Một thời gian, con gái của ông bà Wang bó xin thẻ xanh để bố mẹ sinh sống ở Mỹ. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm, hai vợ chồng già đã phải về lại quê hương vì không thể thích nghi được. Từng có hơn 4 tháng trời, hai vợ chồng sống như người vô gia cư, nhưng không dám cho con lái biết. Cuối cùng, tôi và vợ đột phải chọn viện dưỡng lão để ở. Họ hài lòng với viện dưỡng lão. Điều duy nhất hai vợ chồng không ưng ý là thức ăn ở đây. Trong viện dưỡng lão có nội quy không được nấu ăn, đồ ăn được bán ở căng tin. Điều này làm họ đôi chút chạnh lòng nhớ lại cuộc sống tự do bên ngoài. Ông Wang thích nấu cho vợ món thịt thăn om đậu. Việc học cách kết nối lại với những người xung quanh rất khó. Đôi khi họ còn trách chúng tôi nhu nhược vì quá thương con. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần con cần, chúng tôi có thể lo mọi thứ cho con. Theo ông Linh, quản lý của Viện Dưỡng Lão Hàng Châu, đa số những người vào Viện Dưỡng Lão đều có tâm lý thương con. Nhiều người khi đã vào đến đây vẫn lấy tiền tiết kiệm của mình để đầu tư vào cổ phiếu hoặc các dự án kinh doanh bất động sản để có tiền giúp đỡ con. Tuy nhiên, họ thường hay bị lừa mất hết. Ông Hoàng may mắn vì còn có vợ. Trong viện dưỡng lão, rất nhiều người cảm thấy cô đơn, dù có nhiều bạn già xung quanh. Vấn đề lớn nhất của những người ở đây là hòa nhập, vì người già thường trái tính trái nết và nỗi buồn luôn thường trực. Vì thế, khi về già, không nên cho mượn nhà. Hay hiểu một cách nôm na, đó là bán nhà lấy tiền đưa cho con cái, có thể là một quyết định cần phải suy nghĩ lại đấy, quý vị nhé. Hay như câu chuyện của ông Nguyễn Văn Cường ở Mẹ An cho biết, nhà ông có thửa đất để trồng cây ăn quả, rộng 3.500 m². Thửa đất này ông mua từ lâu, lập thành hợp đồng mua bán, có công chứng của Ủy ban Nhân dân xã. Sau đó, do phải đi làm ăn xa xứ, nên ông Cường đã nhờ ông Hồng là họ hàng bên ngoại
đến giúp quản lý trông coi nhà cửa và thửa đất đó cũng để cho ông Hồng thu hoạch trái quả, coi như là tiền trông coi. Do anh Cường không có ở nhà nên cho đến nay vẫn chưa làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, năm 2023, khi anh Cường trở về thì không thấy anh Hồng còn ở đó. Nghe hàng xóm nói lại thì anh Hồng đã chuyển đi cách đây một tháng. Tuy nhiên, khi anh Cường ra làm cỏ, xới đất lại cho cây cối trong vườn thì có ông Kim ra ngăn cản và nói rằng anh Hồng đã bán 1.500 m² đất vườn cho ông Kim và ông Kim cũng đã được cấp sổ đỏ rồi. Ông Cường rất bất ngờ, có đưa ra các giấy tờ chứng minh mình mới là chủ của mảnh đất này và không chấp nhận việc ông Kim mua bán với ông Hồng. Hai bên cự cãi khá gay gắt, cuối cùng thì phải đưa nhau ra tòa giải quyết. Dù được luật sư tư vấn là 90% sẽ giành lại được đất, nhưng ông Cường cũng không vui vẻ gì, thấy thật hối hận vì tin tưởng người họ hàng thái quá, để bây giờ kéo theo bao nhiêu rắc rối. Quý vị thân mến, cho mượn nhà đất nhưng chẳng bằng cho thuê có hợp đồng có thời hạn, hai bên đều thoải mái, yên tâm. Có nhiều tiền hay ít tiền là một chuyện, nhưng đừng vì chuyện tình cảm xã giao mà để người khác lợi dụng, chỉ chuốc thêm phiền hà như câu chuyện vừa rồi nhé. Và trong phần cuối cùng, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Cha mẹ bán nhà, chia tiền cho hai con trai, nhưng phải ở ké con gái. Tôi nhận ra cha mẹ không hề yêu thương tôi. Khi họ bán nhà rồi chia tiền cho hai con trai mà không nói với tôi câu nào. Tôi có một căn nhà và đang tra cho mẹ ở nhờ. Nguyên nhân vì năm ngoái ông bà đã bán nhà để lấy tiền mua nhà cho con trai tả và đưa tiền cho con trai thứ. Ông bà hết sạch tiền, không có đồng nào dưỡng già, không cho tôi một xu thừa kế. Mua nhà đã bán là ngôi nhà mà tuổi thơ của tôi có rất nhiều công lao, tôi góp sức. Vậy mà khi bán nhà, bố mẹ, con dâu, con trai hỉ hả ngồi đếm tiền trong chính căn nhà riêng của tôi. Sau đó, cha mẹ tôi chia một nửa tiền mua nhà cho con trai trưởng, một nửa tiền cho con trai và con dâu thứ. Không một ai nhắc đến tên tôi trong nửa tháng trời. Khi tôi hỏi, nhà bán được rồi à? Họ mới nói, ừ, bán rồi. Trái tim tôi đau như cắt, không phải vì tiền mà bởi con người sống vô tình, vô nghĩa. Ai trong hoàn cảnh tương tự sẽ hiểu tâm trạng này. Từ đó tôi nhìn hai em trai không còn cảm giác tình thân, bởi chúng chưa bao giờ coi tôi là chị, và càng nhận ra rằng cha mẹ không hề yêu thương tôi. Bây giờ chàng quý tử bắt đầu đăng bài cho thuê nhà đã mua với giá 6 triệu đồng một tháng. Tôi nghĩ là đang mưu đồ dọn về nhà tôi ở luôn, vì hiện tại hàng ngày vẫn đến nhà tôi ăn cơm của cha mẹ. Ở đời có lúc muốn làm người tốt, có hiếu cũng không yên thân, lòng tốt luôn bị chà đạp, lợi dụng, vượt mặt, vượt quyền. Xin nói thêm, cũng căn nhà đang cho cha mẹ ở này, trước đây 4 năm tôi cũng đã phải cho vợ chồng người em thứ hai mượn ở 3 năm trời miễn phí. Trước khi cho mượn cũng xác định trong lòng 50-50, khi đòi có thể sẽ bất hợp tác. Ơn trời là chưa có gì ngoài việc không một lời cảm ơn. Nhưng tôi không sao, miễn lấy lại được nhà là an toàn. Có hôm tôi bị cha mẹ chửi mắng chỉ vì tôi khuyên hãy chú ý sức khỏe do ông bà đang ốm. Dường như tất cả mọi ấm ức họ đều trút lên đầu tôi. Buổi sáng thì con trai thứ trách mẹ tôi chiều con trưởng, buổi trưa thì ông bà đuổi con trưởng ra khỏi nhà tôi vì được bố mẹ mua nhà cho rồi nhưng đã cho thuê để lấy tiền ăn chơi. Khi tôi nói anh em bây giờ kiếm giả nhất phận, dù cho có là anh em cũng không thể cứu mang nhau mãi, mà chất tôi rằng làm chị
có bát cơm ăn thì phải cho em ăn bát cháo. Mẹ còn nói tôi là kẻ ích kỷ, sống chỉ biết hưởng một mình, là tham lam, đòi hỏi thừa kế. Trong khi mẹ con tôi chưa hé một lời xin và ông bà bán nhà cũng không cho mẹ con tôi đồng nào. Đời là những cục nợ, người sống càng tốt càng khổ. Bây giờ tôi lại chuẩn bị nhận tiếp cục nợ đời tập 2 do cha mẹ mà ra. Trở tay thì dễ, nhưng làm vậy khổ tâm vì ông bà đâu về đâu. Tôi suy nghĩ rất nhiều việc này, chỉ sợ lỡ nói ra ông bà suy sụp tinh thần vì nhà không có để ở, tiền thì mất hết rồi, để cha mẹ vô gia cư, tôi lại ân hận, dù lỗi không phải do mình. Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của tôi đều ổn, nhưng gia môn thì vô phúc và bất hạnh nên tôi bị ảnh hưởng nhiều. Tôi rất buồn vì không được chọn nơi mà mình sinh ra. Sự trọng nam khinh nữ, nó hiện rất rõ trong mọi hành động, lời nói của bậc cha mẹ, sẽ bào mòn cảm xúc và tổn thương con cái rất nhiều. Tôi rất cảm thương những người con bị cha mẹ đối xử thiên vị. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.